Tôi đánh giá nhanh các skin trong Liên Quân phần 4. Skin này thì khá xịn, dùng skin này mà bật mắc đồ họa thì đẹp thôi rồi. Nhưng để đồ họa thấp nhất thì chúng ta có thể thấy thứ đẹp hơn nữa. Nhưng đẹp hay xấu thì chắc gì bạn đã có tiền mua. Tôi chốt 10 điểm nhé. Còn skin này thì tôi khuyên anh em không nên mua. Mặc dù trông xịn thật, nhưng hiệu ứng như quần què, không đáng bỏ tiền ra, thà để tiền donate cho tôi còn đáng. 6 điểm.